em cũng xin phỏng vấn anh điều một chuyện, làm sao anh biết đến công ty em mà là để chấm bộ ba bán lẻ anh nhỉ? Ừ, anh cũng có theo dõi cái kênh YouTube của tụi em cũng lâu rồi. Dạ. Cũng sau nhiều lần mình đắn đo, mình suy nghĩ có những cái chỗ thì cũng nhiều chỗ đóng, nhưng mà những cái chỗ kia thứ nhất là anh không ưng về ví dụ những con vang hay những con mid. Bên em thì anh thấy những anh ưng cái dòng của Winterfield. Cái vang của Winterfield cách âm nó ra hay. Và thứ nhất nó cũng gần với anh nữa. Ví dụ mà mình có những cái thay đổi, mình có nâng cấp gì thì cũng rất là dễ. Còn hầu hết những cái chỗ kia thì nó hơi xa. Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là mình ngại cái xa, mình không có thời gian mình đi. Vậy nên mới quyết định anh qua anh cọc với bên em. Thế sau khi bàn kỹ thuật bên em xét rút về thì anh thấy về bộ chất âm này nó có đúng với như kỳ vọng của mình không anh? Đúng, ok. Công sức nó ổn, tiếng vang, tiếng xì nó nghe nó rất là hay. Thế rồi em cảm ơn anh nhiều nhé, đã ủng hộ bên công ty anh. Dạ, em cảm ơn anh. Và bàn giao xong cho anh Điền rồi nhé các bạn. Và hiện tại bên công ty em cũng có hỗ trợ trả góp tất cả các mặt hàng luôn. Anh em nào mua cần mua trả góp thì có cần bằng lái xe và chứng minh nhân dân là được. Và bên công ty mình cũng hiện hỗ trợ là nâng cấp và xét rút tại nhà nhé. Anh em mua hàng thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở dưới video. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc video này tại đây. Nếu anh em thấy video hay hãy cho mình xin một like và một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.